Đấu phá thương khung phần 4 tập 46, đại hội bắt đầu. Nếu như ngay cả điểm ấy ý chí còn không có, như thế nào có thể theo đuổi con đường luyện dược sư xa xôi được cơ chứ? Tốt lắm, thời gian cũng tới rồi, đi thôi. Đặt chén trà xuống, Tiêu Viêm cười cười, xoay người đối diện với cửa phòng đi ra. Ra khỏi phòng, đi dọc theo hành lang xuống quán trọ, Tiêu Viêm trên người mặc dù là bộ áo bào nhị phẩm luyện dược sư, hấp dẫn không ít ánh mắt, có điều đối với mấy cái này Tiêu Viêm thật sự là không để ý. Ánh mắt tùy ý đảo qua vài tên luyện dược sư rồi chậm rãi bước ra ngoài. Đi ở trên đường, các loại ánh mắt kinh sợ cùng với hiếu kỳ không ngừng phóng tới, khiến cho khóe mắt không khỏi là có chút tươi cười. Hai bên đường phố rộng lớn, các thiếu nữ sáng vóc thướt tha yểu điệu, miệng cười e lệ, sự thẹn thùng cùng ánh mắt sùng bái hướng về phía đường phố, mang theo những ảo tưởng mà đối tượng là những luyện dược sư thần bí, như muốn ăn tươi nuốt sống họ vậy. Ở cái thời đại này, luyện dược sư thậm chí còn có lúc được đem so sánh với những vương tử trong các câu chuyện thần thoại, càng dễ dàng khiến cho các thiếu nữ ngày đêm mong chờ. Bởi vậy có thể biết luyện dược sư là một nghề nghiệp có địa vị cao quý đến cỡ nào. Trong thành, tiếng ồn ào láo nhiệt ở khắp nơi khiến cho vẻ trang nghiêm và cổ kính vốn có hàng ngày của đế đô dường như là tăng thêm sức sống. Tiêu Viêm tâm tình vốn bình tĩnh, lúc này cũng lặng lẽ cảm nhận được. Hắn cho dù xuất sắc như thế nào đi nữa nhưng mà rốt cuộc cũng chỉ là một thanh niên. Một người trẻ tuổi mà chỉ cần là một người trẻ tuổi, trong lòng đó là vài phần hàm vui cùng với bướng bỉnh. Muốn người khác tán thưởng đó là ý chí phấn đấu đến cùng. Không thành công thì không buông bỏ, kiên trì đến cùng. Chậm rãi đi đến luyện dược sư đại hội, Tiêu Viêm thỉnh thoảng gặp phải một số luyện dược sư vượt qua. Trong lòng âm thầm có chút kinh ngạc rồi nói, xem ra đại hội lần này lực hấp dẫn thật là lớn. Không chỉ có luyện dược sư trong nước mà còn có quốc gia khác chạy tới không ít. Không biết đại hội lần này có thể hay không bỗng nhiên xuất hiện ra một ngoại quốc hắc mã. Nếu là như vậy, chính là có chút khó thích. Trong lòng ác ý, nhưng mà nét mặt của Tiêu Viêm không biểu lộ lửa điểm. Chậm rãi đi qua vài con đường, ngẩng đầu nhìn lên. Tại kia đứng sừng sững trong tầm mắt đúng là luyện dược sư công hội với phong cách cổ xưa. Thở nhẹ ra một hơi, quay đầu nhìn thoáng qua Hải và Đông ở phía sau rồi bước vào. Đến gần công hội mới thấy được cửa vào đông nghẹt người, Tiêu Viêm không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu. Quay lại Hải và Đông phía sau, nhẹ giơ tay lên rồi lắc mình chen vào đám đông. Thân thể giống như là cá vào biển khơi, quỷ dị xuyên qua đám đông. Tại ma thú sơn mạch trải qua sự huấn luyện của dược lão nên bây giờ cũng giúp cho Tiêu Viêm tránh được không ít phiền toái. Thân thể như là con thoi hướng về phía trước, Tiêu Viêm cuối cùng tiến nhập vào đại môn luyện dược sư công hội, lập tức thở dài một hơi, quay đầu nhìn thấy Hải và Đông đang híp lại con mắt, như là bình thường sát theo đi phía sau của mình. Không hổ là đấu hoàng cường giả, như vậy vẫn có thể theo sát mà mình không có lửa điểm phát hiện. Trong lòng âm thầm tán thưởng một tiếng, Tiêu Viêm tiến vào luyện dược sư công hội, tại trong đại sảnh đi dạo một vòng, sau đó chuẩn bị tiến vào đông khu, nhưng mới vừa mới lên lầu, lại đúng lúc gặp phải mấy người áo thác đang đi xuống. Vừa nhìn thấy nhau, đều là sửng sốt, chợt phá lên cười. Áo thác vỗ vỗ vai của Tiêu Viêm cười rồi nói, đi theo ta tiểu tử, đại hội tổ chức cũng không phải tại đây. Tiêu Viêm cười gật đầu, bên cạnh Phất Lan Các cùng với Tuyết Mỹ, hai làng cùng đánh tiếng bắt chuyện. Tiểu tử kia, lần này chúng ta Hắc Nham Thành phân hội sẽ giúp đỡ ngươi, nhưng ngươi ngàn vạn lần đừng để bại bởi bọn Liễu Linh. Phất Lan Các mỉm cười rồi nói, trải qua quá trình khảo nghiệm, bây giờ đối với Tiêu Viêm thật đúng là tràn đầy tin tưởng. Bỗng nhiên ánh mắt áo thác kinh ngạc nhìn chằm chằm Hải Ba Đồng phía sau, Tiêu Viêm liền mỉm cười giới thiệu rồi nói, áo thác đại sư, đây là bằng hữu của ta Hải Ba Đồng. Ô chào ngay, ta là Hắc Nham Thành áo thác cùng với Phấn Khắc Lan. Cười gật gật đầu, bởi vì Hải Ba Đồng ẩn cư hơn 10 năm, áo thác cùng với Phấn Lan Khắc, hai người đối với cái tên Hải Ba Đồng cũng là không quá mức quen thuộc, chỉ là mơ hồ cảm thấy cái tên này có chút phần quen tai. Mặc dù không biết đối phương đích xác là ai, nhưng mà áo thác, Phấn Khắc Lan đều là đấu linh cường giả. Hơn nữa vì là luyện dược sư, lên linh hồn lực lượng so với cường giả cùng cấp bậc là mạnh hơn không ít, cho lên linh hồn cảm giác ẩn trước mặt là một cao thủ thâm sâu không lường, lập tức không dám quá mức chậm trễ. Được rồi, đối với khách khí của hai người, Hải Bá Đông chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu. Bộ sáng bình tĩnh làm cho hai người thoáng sửng sốt, trong mắt bao phủ một tầng bụi mù, còn Lâm Phỉ đôi mắt xinh xắn trừng lên phẫn lộ như là sắp phát tác, lập tức bị bàn tay của áo thác lanh lẹ kéo giật lại. Thật có lỗi hai vị đại sư, Hải lão hắn tính tình là như vậy, không có ý gì đâu. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Tiêu Viêm mỉm cười giảng hòa, mà cũng may áo thác hai người vẫn không để ý, tùy ý cười cười. Thay đổi xoay sang chủ đề khác, đoàn người cười nói đi ra đại sảnh, tiếp đó áo thác dẫn mọi người theo hướng cửa sau đi ra, một đường hướng tới trung tâm phía nam thành thị. Địa điểm tổ chức đại hội là ở sân hoàng thất, là nơi có diện tích lớn mới đủ để chứa trên vạn người, hoàn toàn có thể đáp ứng cho đại hội lần này, cũng chỉ là có nơi này thôi. Vừa đi áo thác vừa cười giải thích nói tiếp, trải qua sơ bộ, bước đầu thống kê được số luyện dược sư tham gia đại hội lần này đã lên tới con số 2000, chính là trước nay chưa từng có. 2000 người, con số này khiến cho Tiêu Viêm không nhịn được có chút khổ lưỡi.
Phải biết rằng muốn trở thành một luyện dược sư cần điều kiện là cực kỳ ngặt nghẽo. Ngàn người chỉ sợ cũng là không có một, mà bây giờ lại xuất hiện đến 2.000 người. Chẳng lẽ Xà Ma Đế quốc luyện dược sư đã vượt qua hơn phần nửa tổng số trên? Đại hội lần này chỉ làm vài vòng khảo hạch. Mỗi một khảo hạch đều sẽ có người bị loại, mà càng về sau mức độ khảo hạch càng khó. Có thể nói người cuối cùng còn lưu lại là đạt quán quân. Tiêu Viêm hơi hơi gật đầu, nhớ tới 2.000 người cùng trên sân luyện đan. Tiêu Viêm có chút kích động, thật là một cảnh tượng hoành tráng, rung động lòng người. Tại đang khi nói chuyện cùng với Áo Thác, quảng trường Hoàng Giang từ từ xuất hiện trong tầm mắt. Tiêu Viêm tầm mắt nhìn bao quát tất cả, quả thật không hổ là như một tòa băng sơn. Lúc này trên sân đang có quân đội duy trì trật tự. Đại hội như thế này tập trung người từ bốn phương tám hướng mà đến. Một khi tạo phản tại đế đô sẽ tạo lên một hồi tai họa. Hoàng thất Xà Ma Đế quốc chính là cực kỳ cẩn thận tại lối vào chính. Có nhân viên kiểm tra của luyện dược sư công hội, chỉ có người của công hội cùng tham gia mới được tiến vào. Còn người đến xem chỉ có thể vào bằng cửa khác. Có Áo Thác dẫn đầu, bọn người Tiêu Viêm không chút trở ngại tiến vào quảng trường rộng lớn. Đi qua một sườn núi đã được san thành một con đường phẳng. Tiếp đến là một cái sân rộng lớn, hoàn toàn được thu vào trong tầm mắt của Tiêu Viêm. Đứng từ xa, Tiêu Viêm nhìn lắc đầu than thở. Sân rộng hình tròn, tại hai bên có vô số ghế ngồi dành cho người xem. Mà người xem ở đây chính là những khách quý, còn lại là những cao tầng của mấy quý tộc ở đế đô. Ánh mắt đảo qua một vòng trên sân, Tiêu Viêm phát hiện tất cả vị trí được sắp xếp một cách cực kỳ là chỉnh tề, không chút sai lệch, như là một chi đoàn quân đội đang xếp hàng. Ở giữa sân có một ít luyện dược sư đang yên tĩnh ngồi trên ghế đá đợi đến giờ thi đấu. Theo thời gian trôi đi, càng ngày có càng nhiều luyện dược sư đến, dựa theo số thẻ bài tìm đến vị trí của mình. Áo Thác ngẩng đầu nhìn sắc trời, cười rồi nói: "Chúng ta đi đến bàn khách quý bên kia đi. Khoảng cách đại hội bắt đầu còn có một đoạn thời gian, ở nơi này ngươi có thể gặp được một vài nhân vật. Sau này có lẽ sẽ có một chút hữu dụng với ngươi." "Được rồi." Đêm qua ngay cả hoàng thất thủ hộ giả lão thần bí Tiêu Viêm đều đã gặp qua. Bởi vậy, đại nhân vật trong miệng của Áo Thác cũng không khiến cho hắn có chút động dung. Có điều lúc này còn sớm, cho nên hắn cũng tùy ý gật đầu. Thấy không ai phản đối, Áo Thác cùng với Phấn Khắc Lan mang theo mấy người hướng về khu khách quý. Sắp tiến vào khu khách quý, đột nhiên chuyển hướng. Phía kia có dãy người đều là đang ngồi, trong đó có phó hội trưởng luyện dược sư công hội. Bên cạnh là một lão nhân mặc trường bào luyện dược sư màu tím. Hắn chính là Xà Ma Đế quốc luyện dược sư công hội trưởng. Pháp Mã đại nhân, lão nhân này ngày thường rất ít khi xuất hiện ở công hội. Nghe nói hắn bây giờ sắp tiến vào lục phẩm luyện dược sư rồi. Tại Xà Ma Đế quốc là người rất có danh vọng, cho dù là đan vương Cổ Hà gặp phải cũng phải khách khí ba phần. Lúc trước Cổ Hà từng được hắn chiếu cố không ít, nói là chi ngộ tri ân cũng là không quá đáng. Áo Thác thấp giọng rồi nói: "Hừ, không nghĩ tới lão gia hỏa này như vậy rồi mà còn chưa chết, thật đúng là yêu quái mà." Con mắt híp lại đang đứng bên cạnh Tiêu Viêm, Hải Bá Đông nghe được Áo Thác giới thiệu đột nhiên ngẩng đầu lên liếc mắt nói: "Đúng vậy đó." Có chút gật đầu, Tiêu Viêm ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía lão nhân có khuôn mặt khô héo vỏ cây, tựa như đúc bởi tượng gỗ. Nói như vậy, vì lão nhân này chính là thủ lĩnh của toàn bộ Xà Ma Đế quốc luyện dược sư. Như là cảm nhận được ánh mắt nhìn đến, lão nhân đột nhiên quay đầu qua, cặp mắt đục ngầu mờ mịt nhìn về phía Tiêu Viêm, khuôn mặt khô héo lộ ra nụ cười thân thiện. Thấy lão nhân quay đầu nhìn lại, Áo Thác với Phấn Khắc Lan vội vàng khom người hành lễ, sau đó dọc theo hành lang cẩn thận đi về phía trước, cung kính rồi nói: "Pháp Mã đại nhân, mấy năm không gặp, ngài vẫn trắng kiệt như xưa." Pháp Mã khẽ liếc hai người cười rồi nói: "Ồ, là Hắc Nham Thành Áo Thác cùng với Phấn Khắc Lan đây sao? Các người cũng không tệ, mấy năm nay không gặp cũng trở thành tứ phẩm luyện dược sư rồi, tiến bộ rất là nhanh." Áo Thác cung kính cười rồi nói: "Đây là lần trước Pháp Mã đại nhân chỉ điểm. Ta còn nói cũng chỉ là một chút kinh nghiệm bản thân mà thôi, chủ yếu là tự bản thân các người." Cười cười lắc đầu, Pháp Mã đột nhiên hướng ánh mắt nhìn xuống Tiêu Viêm đang đứng sau Áo Thác ôn hòa rồi nói: "Vị tiểu bằng hữu này hẳn là người đạt được thành tích tốt nhất trong cuộc khảo hạch của công hội đây sao? Tên gọi là Nham Kiêu. Đối với vị này tại Xà Ma Đế quốc có danh vọng thậm chí là vượt qua cả Cổ Hà." Tiêu Viêm không có chút chậm chế, có chút mỉm cười đáp: "Pháp Mã hội trưởng, tiểu tử là Nham Kiêu." "Ồ, thật là anh hùng xuất thiếu niên, mới từng này tuổi mà có thể đè luyện thiết mộc linh hiệp tới 8 lần. Ta nhớ kỹ năm đó Cổ Hà tiểu tử cũng không có cái bản lĩnh này." Pháp Mã âm thanh không nhanh không chậm, mặc dù có chút yếu ớt, có điều lại làm cho người khác không khỏi có chút bị cuốn hút. Tiêu Viêm bình tĩnh cười cười, không biết đối đáp tiếp như thế nào ở cái đề tài này. Pháp Mã mỉm cười nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, ánh mắt có chút thâm ý, dừng lại một hồi. Nhận thấy ánh mắt đó, Tiêu Viêm trong lòng cả kinh, hắn chẳng lẽ nhìn thấu chính mình đang ngụy trang? Ngay khi Tiêu Viêm còn đang trong lòng còn miên man suy nghĩ, Pháp Mã dường như là nhìn ra sự bất an của hắn, lập tức khẽ cười rồi nói: "Tiểu bằng hữu, chỉ cần là không phải nhắm vào công hội. Tập truyện ngày hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Các bạn thấy nó thế nào? Nếu như mà thấy thì đừng quên bỏ ra một vài giây, ấn vào nút like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé.
Cũng như là nếu như em thấy quảng cáo thì được quyền kích và để ủng hộ cho mình những gói mì tôm Hảo Hảo thơm ngon bổ dưỡng. Và các bạn cũng đừng quên đón chờ chương trình Đấu Phá Thương Không phần 4 tập 47 sẽ được phát sóng trực tiếp tại kênh channel NTG. Cuối cùng thì mình, NTG, xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi và xin phép được hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!